tôi cũng muốn nói. Bà nói đi, bà nói đi. Trước nhất là tôi cảm ơn tấm lòng của cô Trân. Dạ đúng rồi, công việc trung tâm đã nghĩ đến tôi. Và tôi cảm ơn đến cháu ở Bến Tre cũng đã có tâm nghĩ đến tôi. Và tôi mong muốn rằng tất cả những dân Việt Nam nên thương yêu chó mèo, đừng nên đánh đập và đừng nên giết chúng nó. Và đừng thấy chó mèo nó sinh ra mà nó bị tàn tật mà mang đi mà vứt bỏ. Tôi mong những người sẽ có một cái ý thương yêu mèo chó như tôi. Tôi có mấy lời nữa như vậy thôi. Quá ý nghĩa rồi bà. Con thành thật cảm phục tấm lòng của bà. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Hiện giờ siêu nhân đang đi ăn sáng, ăn hủ tiếu bò kho. Ăn hủ tiếu bò kho mà bây giờ là chương trình của siêu nhân hôm nay đi xuống thăm bà cụ 77 tuổi lụm ve chai mà nuôi bé chó liệt đó nhà ha. Bây giờ siêu nhân vô mấy cái nồi ra siêu nhân coi, siêu nhân mua mỗi một bé một giá như vậy. Siêu nhân sẽ mua một bé liệt với một bé quặp đó. Hai giá này cả nhà ha. Để coi bán bao nhiêu là siêu nhân sẽ mua cho mỗi một bé một giá vậy thịt không đem xuống cho bé ăn. Cả nhà mình thấy không? Đây là hủ tiếu bò kho nha. Hủ tiếu siêu nhân ăn một tô hủ tiếu bò kho. Kêu ra chuẩn bị nhớ lại là đi xuống hai bé đó. Siêu nhân sẽ mua cho mỗi một bé một bịch hết cả nhà ha. Tô của siêu nhân nè. Ngon cả nhà ha. Rồi đây là tô của siêu nhân này nha cả nhà mình ha. Tô cái gì ta? Hủ tiếu bò kho của siêu nhân. Còn hai bịch này là siêu nhân sẽ mua cho hai bé Kỳ ở dưới nè. Bịch này bao nhiêu tiền bịch chị? 50.000. 50.000 một bịch. Còn cái tô này 30.000. Có nghĩa là siêu nhân ăn cái tô có 30.000 thôi, còn hai bé Kỳ mỗi một bé 50.000, nhiều hơn của siêu nhân, mắc tiền hơn của siêu nhân luôn nha cả nhà nha. Một bịch 50 mà của siêu nhân có 30 à. Đó. Rồi giờ chút xíu em ăn xong sẽ gửi tiền cho chị. Rồi cái nhà mình siêu nhân bước qua tập quá mua cho bé một bé mèo ở dưới, có một bé mèo ở cái nhà ha. Siêu nhân mua cho một hộp cá. Còn cái này là của một bịch bò kho, này là của một bé liệt và một bé đội nóng quá. Một bé liệt và một bé quặp ở dưới bà 77 tuổi lụm ve chai cả nhà mình ha. Tính tiền nè chị ơi. Tính tiền đi. Cái này là thịt nhiều cả nhà ha. Chứ này cả nhà mình thấy nguyên một bịch bò kho luôn là thịt rất là nhiều. Thịt không à, đâm ra là nó hơi mắc chút xíu. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện giờ siêu nhân đã đến với bà cụ 77 tuổi ha cả nhà ha. Giống như hồi nãy siêu nhân có quay cả nhà mình xem ha, siêu nhân đã mua hai bịch bò kho và một hộp cá hộp cho bé mèo. Bây giờ siêu nhân sẽ bước vô thăm bà và các bé và tâm sự với bà chút xíu ha. Đây là bé Lết nè cả nhà mình ha. Bé Lết kêu bằng là bà đặt tên là bé Thương, cả nhà mình nhớ không? Bé Thương á, bé này thì bị nặng hơn bé nhà mình rất là nhiều. Đó, bé Thương á cả nhà ha. Thôi không có sủa. Còn đây là bà và bé Quập đây. Bà và bé Quập đây. Bé Quập đó hả? Quập ơi, Quập ơi, con bé mèo đâu rồi bà? Bé con mèo quá. Dạ. Con mèo ngày hôm qua bên kia con thấy đây à, mất rồi hả? Không không. Mèo. Gọi nó về. Mèo. Cái bà ngồi xuống đi với con bây giờ. Bà lấy ghế bà ngồi đi, bà lấy cái ghế đó bà ngồi đi. Dạ. Thì cái bộ thu âm của siêu nhân nó muốn hư ở cái nhà mình nha, thì cái nhà mình thông cảm. Siêu nhân sạc pin ở nhà rồi. Bây giờ xuống tới đây là cái lại báo hết pin. Có lẽ là âm thanh nó nhỏ nữa, giờ còn con cục thôi. Để con gắn cái này xích vô cho bà nói chuyện cho lớn một xíu nha. Dạ, không biết là pin nó còn được bao lâu, tại vì nó hao pin rồi cả nhà ha. Thì bây giờ về nha bà ha. Con có mua hai bịch bò kho, bây giờ bà cho con mượn hai cái tô của hai đứa tụi nó đi. Nó còn hơi nóng, đổ ra. Với lại bà kêu bé mèo về giùm con cái đi. Hai cái nào cho tụi nó ăn á cả nhà bà. Nhưng mà siêu nhân thật sự ra sơ ý quên mua thức ăn cho bà. Cái nhà mình ha, đi dọc đường là siêu nhân mới nhớ, gần tới chỗ rồi á, siêu nhân mới nhớ là quên quên thức ăn cho bà. Nhưng mà xuống tới đây thì cũng may mắn là thấy bà có một hộp cơm hộp.
Hộp cơm hộp ở đâu vậy bà? Đấy cái bác cái vừa mới rẽ qua, bác đi qua chùa bác cái xin bà cho hộp cơm. Dạ bà cho bà cho. Đấy, đây là của thằng Thương. Còn đây là của thằng Quạp. Thằng Thương thì cái này thấp thì mới ăn được. Bà cầm này một con bà phán đổ là nó tràn nó dư á. Thế này lóng cái này thì nó ăn thế nào được hả? Dạ thì để mình để nguội. Để mình để nguội. Thế chú phải cho ít ấy nó sang đây. Và rồi bà lấy cho con một cái dĩa cho bé mèo cái nữa. Cái dĩa cho mèo đâu? Rồi chưa nha con, chưa ăn được. Gọi con Quạp ra. Dạ gọi ra. Quạp ơi. Quạp. Ủa, hai con mèo lần hả bà? Hai con mèo, con kia nó rát lắm. Mèo, mèo, mèo. À nó nhát à, hai con mèo lần rồi. Giờ thôi để ngồi chia ra. Bà cởi cái nón ra cho nhà nhìn thấy rõ. À cái cục này của con hết pin rồi, thôi để bây giờ là siêu nhân bị lủng củng hư cái bộ thu âm rồi cả nhà ha. Bây giờ siêu âm sẽ ghi hình mà không qua thu âm thì có ví dụ như cái tiếng nó có nhỏ, cả nhà mình thông cảm nha. Để siêu nhân kiếm tiền, siêu nhân mua bộ khác có tới 6 triệu bạc rồi cả nhà mình ơi, mà nó hư rồi. Cái con này thì nó bạo nữa. Dạ. Thì bây giờ vậy con nói bà vậy nha. Bây giờ là cho cái nào cũng vật con Thương bà cái này phải không? À con Thương rồi, bà kêu Quạp ra đi. Mà lâu nó có ăn được không? Được rồi, ngủ rồi. Nó ăn này rồi. Ơi, Quạp. Quạp ơi. Quạp ơi. Của con nè. Quạp. Của con nè. Quạp ra đây. Quạp ra đây của con nè. Từ 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 từ. Con này thì hay lắm. Con này nó ngửi, nó còn đứng một dạo nó nghe. Nghe. Đây. Con này cho nó ăn. Bà để xa quá không camera không thấy. Bà để đây mới thấy. Bà xích tới cho nó ngửi đi bà, xích tới đi. Đấy, chứ nó không như con kia, con nó không ngửi, nó không ngửi thấy mùi. Không, bao giờ cũng thế. À. Nó bắt đầu nó ngửi nó còn. Giờ bà làm sao cho bé nó ăn đi. Nó còn đứng im nghe. À đó, không có cần ăn của con này, của con cá đây nè. Cá này nè con. Quạp con cá nè. Nó không con đấy. Giờ sao bà kêu ra cho ăn bà? Quạp. Ra đây bà bảo, đi ra đây. Nó ăn là nó ăn từ một mình một chỗ mà nó còn đứng nó ngửi chán, nó đứng im, nó không để rất lâu nó mới ăn. Coi nó im nó mới ăn. Giờ làm sao bà lấy cho Quạp ăn đi? Nhưng mà nó sẽ ăn. Nó ăn nhưng mà nó đến là tinh. Nó trốn á. Bây giờ làm sao cho ăn cái gì, kêu cái gì, mới giờ đứng dậy mà, kêu gì con, của con này. Con đấy thì bao nhiêu cũng ít. Dạ, của con này. Rồi. Có thương, của Quạt này, Quạt ơi, của con này, của con này. Mùi ra này. Bao giờ này. Không ăn đâu. Nè, bà cho bà cứ dụ trong kẹt cũng được. Bà đấy, để kẹt cũng được. Của con này, nhìn của con này. Con ăn nha. Con ăn này. Thương ơi, Quạt ơi, Quạt nè, Quạt. Con nào. Giỏi. Con này thì sâu xa lắm. Ăn nhiều mắt. Rồi sáng. bà cứ ngồi ở ghế đi con hỏi gì thăm bà chút xíu. Không đi được. Bà cởi cái nón ra cho bà cởi nón ra bà bỏ không nón ra ngoài cho. Khổ thế chứ mình. Con này nó ăn. Thì nó không ăn thôi rồi giờ không ăn thôi bà buông ra đi rồi không rồi nào ăn bà buông ra đi. Bây giờ nó lại chui trong thì nó nằm. Dạ thì kệ nó chứ giờ không ăn giờ. Đây. Rồi ăn rồi cái nhà mình ăn mà nết na chứ từ từ khi mà ăn rồi được rồi thì không từ từ đâu. Dạ. Nhưng mà bao giờ thế cái lúc mới bắt đầu là cứ ọt nhẹ thế đấy. Đấy bắt đầu quen rồi nhé, nhiều khi cứ cho ăn như thế là cứ rón rén không ăn mấy con mèo nó vào nó tay không vậy. Không vừa, cả anh ở con mua cả, cứ đem đến đổ ta phải dọn mấy ngày hôm nay hôm qua thật ốm thật rét, nó lạnh quá không quên được. Đi vẫn chưa? Chú đi. Con mèo kia sẽ rát lắm. Lạ. Nhân, bà ngồi đây đi bà ngồi đây qua đây. Bà ngồi đó cũng được đó, bà ngồi đó thì con cho em cây này xích qua đây. Rồi đó, rồi. Bây giờ siêu nhân xin nói với cái nhà mình kìa nha.
cả nhà mình chia sẻ coi như là để lại bình luận Xuân Nhân đọc rất là nhiều, rất là kỹ. Thì cả nhà mình cũng muốn là Xuân Nhân đón bé Quặp và bé Thương đi. Thì giống như hồi sáng con có gọi điện hỏi thăm bà là bà có ở nhà không, và cái tên tinh thần là nếu mà đón hai bé đi như vậy đó bà có đồng ý hay không. Thì bây giờ con không biết, bây giờ con xuống đây con trực tiếp con hỏi thăm bà để coi bà có bây giờ như vậy ha. Nếu mà theo như con nghĩ á thì là cho bé Thương đi thì được, còn bé Quặp thì lớn tuổi quá rồi, 18 năm rồi, thì có thể là ở lại với bà chứ. Đó, như thế này đi, bé Quặp có nghĩa là đánh cái hơi thôi, mất cái hơi của bà thì con nghĩ là bé nó sẽ buồn, nó sẽ bỏ ăn. Còn tại vì bé hiện bây giờ bé đã khó ăn rồi, nó lớn tuổi quá rồi, cái ngày tháng còn lại của bé không có nhiều đâu. 18 năm thật sự ra là già rồi đó bà ơi, nó như vậy là già rồi. Con nghĩ là nó sẽ ở với bà cho nó hết đời hay hơn. Còn bé Thương có thể là con đón đi cũng được. Bây giờ là bà có đồng ý cho con đón một trong hai bé đi, hay là hai bé cùng đi, hay là như thế nào, bà cho con biết cái. Suốt từ hôm chú bảo tôi làm em cũng không nghĩ, tôi chẳng chờ lắm. Nhưng mà buổi sáng điện cho tôi chỉ rất là đau lòng. Bởi vì người ta Thương mới thăng quặp này, thế là người ta chí người ta vất để cho nó lăn xuống sông nó chết, tôi để đón về, cho nên cái tình thương nó ngang nhau. Một con thì mắt không có nhưng chân đi được, một con thì mắt bình thường nhưng mà chân không đi nổi, cho nên là tôi lưng niu nó từ lúc nó mới được qua. Chưa cả được chỉ già tháng rời thôi chứ không lấy đâu nhưng mà lâu được, cho nên là mà con Quặp thì nó sống thôi 17-18 năm giờ rồi. Nhưng thì trong đời sau này nhá, nhưng mà tôi nói thật với chú, bây giờ tôi già rồi, đừng mất tâm tâm. Là mà tôi không gãy sự trọng, tay thì tôi không gãy. Thì tôi nói thật với chú, tôi không đưa chúng ta đi đâu. Sống ở đâu gặp cầu, gặp quà, tôi cũng đưa chúng ta. Tôi thấy nó quá khổ. Tôi làm được khi nó có miếng cơm ăn. Sau lúc không làm, tôi ốm đau, tôi làm đấy như vừa rồi. Tôi xin hết 20 khối để tôi đi 3 ngày, tôi làm được, nó nhịn đói cả 3 ngày. Cho nên là tôi đánh dứt tâm để cho tôi đi gặp được chú này là tôi mực lắm rồi. Dù là cháu tôi có đón tôi về những hy vọng gì mà đón chú, ơi ông chủ ông cho sẽ ở đây cũng chỉ là hạng hữu nào thôi, chứ không thể là cho tôi ở đến khi tôi chết được. Không biết phải đợi tôi những chuyện tiêu nhạc là đấy. Chứ nên là chú nghĩ đến cái mà tôi chú đã đón thì đón cả hai con. Chứ chú được đón một con. Tôi không biết làm thế nào mà rất tình, tôi không dứt được. Nhưng chú đón nó đi là tôi yên tâm. Nó mà lời của chú có người trong nó không săn sóc. Chứ đời của tôi cũng khốn nạn hơn cả chú ngoài, chú ơi. Như thế này là hai đứa mà nó được chú đón đi là tôi yên tâm lắm. Dù rằng tôi thương chú hả, tôi thương chú lúa hơn cả cái thân tôi, nhưng mà lo được cái nơi nó có công, cái nơi che lăng che mặt, chứ chú tính ở đây lăng cũng đến mặt mưa ướt hết cả bà cả cháu, khổ lắm chú ơi, không sách bút nào viết hết được đâu. Rồi, bây giờ ý của bà là muốn là con có đón là đón hai con đi một lượt để cho tụi nó coi như là nó quấn quýt bên nhau, nó quen rồi, ý bà không phải vậy không? Còn cái nỗi đau thì chắc chắn tôi cũng sẽ vui quá. Vì vừa cướp váy áo tôi cũng phải đi, tôi kiếm cái ve chai ngặt cái cọng rau để ăn.
nó đau đớn dần dần nó cũng quên dần đi chỗ ạ. Cũng như bát nước nóng cái đấy dần cũng nguội. Tôi đáp chết. Nên dù là con làm con thì tôi đón cả hai con. Chứ còn đối với tôi cái tình thương hai con chứ khác nhau không có nào hơn, có nào đâu chứ. Nhưng mà bà có tin tưởng bà muốn cho tụi nó đi không mà? Tôi bà tin tưởng sao được? Tôi tin tưởng chứ. Tôi tin tưởng là các chú chứ. Tôi được gặp chú là tôi mừng lắm rồi, tôi mừng không biết nói được chú. Bây giờ thì thế này, cái hoàn cảnh của tôi chỉ nói một phần là chú biết cái cảnh của tôi thôi, chứ không thể nào bộc bạch nói hết cho chú được. Cái tôi mà nói hết cái cuộc đời của tôi thì nói thật với cháu chứ chú mà đến chú không ngủ nữa đâu, chú trăn trở về tôi vì tôi. Mà nên cái khổ, cái lỗi khổ của tôi thì tôi phải gánh chịu thôi. Chứ có phải đâu là tôi không có con. Tôi có cái nào được thì đâu, có phải đâu là tôi không có con chú ơi. Thôi bà giờ con bà đừng có khóc nữa, bà nói cho con và cả nhà nghe cho rõ. Có nghĩa là bây giờ là con đến đây con giống như là giúp cho bà cái ý nguyện bà cho trọn vẹn là bà muốn đưa nó đi về có một chỗ nào để cho tụi nó ở. Coi như là lo cho tụi nó thế, bà lo cho tụi nó hết đời còn lại, ý là bà như vậy đúng không? Nhưng mà ý con là muốn đón một con thương đi thì bà nói là để lại con kia thì nó sẽ buồn đúng không? Nó khổ lắm đi chú. Tôi nuôi nhiều chó đâu có phải là không nuôi đâu. Và dần dần nó đến nó bắt mòn chừa lại độc hại của con này. Mà mỗi một lần đến khi nó thưa thớt rồi nó chỉ còn có 3-4 con nên là mất. Nó bắt đi rồi mà đến đêm nó không thấy con đưa về, không thấy cái con quýt nào mà con quýt nó hú, nó khóc, nó hú cả đêm. Cái con kia nó hú cả đêm, nó chạy ra chạy vô, nó đâm đầu, trong kia. Để nó hú, nó tìm mà không được công thì bế nó, tôi bồng nó lên cả mãi chùa đến chân Hải Hậu, tôi lại bồng nó về đi chỗ. Cho nên là chú có lòng thì chú đón cả chúng nó đi, bởi vì bên đấy là nó có bầu có bạn. Cho bác chú trên đấy chắc là nhiều là nó có bầu có bạn, nó vui. Người ở ngoài kia người ta bảo chị bây giờ chị cứ đau yếu lại chị không làm ăn được. Và tôi làm gì có cái gì cho năm tôi ra tôi xin người ta đi chứ. Tôi xin người ta tôi cho chúng nó ăn đi chứ. Người ta bảo bây giờ chị có cái lời như thế thì chị có sức được không, chị cho người ta đi. Tôi bảo nếu mà tôi tìm được cái nơi đấy thì tôi đồng ý quà cho các cháu nó đỡ khổ chú ạ. Thế là người ta mới cho tôi số điện thoại của chú đi chứ. Tôi bảo nếu mà được như vậy thì thôi thì thế nào cũng chấp nhận. Để cho hai đứa nó con ơi có trốn được nó đỡ khổ mà tôi sống cũng yên tâm, dù được tôi được ở đây hay là tôi cháu tôi được về bạn. Nên cái điều này không hy vọng. Thì tôi giạt vào đâu thì tôi giạt vào cái sống đâu, cái sống ngày cuối đời tôi không vương vấn được cái gì cả. Nói chung là hiện giờ là bà còn lại là hai bé chó hai bé mèo. Bây giờ là hai bé mèo thì đi lung tung chỗ này con cũng sợ mất nữa. Hai bé nào đi luôn đi chỗ này, bà nói là mèo nhiều lắm mà cứ bắt hết hết vậy là bắt hết cắt nắng con nó còn cắt tiếp từ đây sang đây mà nó dãy rũa nó chạy được về. Mà tôi lấy cái lõn chuối là tôi nhá cái đầy mồm nhưng tôi ngửa cổ lên ra nó cũng chảy máu ướt hết cả người nó người tôi. Mà tôi dịp nó vào tôi lấy cái khăn thì buộc mấy hôm nó là bỏ ra thấy nó ráo miệng thế lắm mà nó khỏi rồi, những giống nào được nó lại đi mới đấy. Nó khỏi rồi nó lại đi nó nãy thì chắc là nó dìm nó làm nó đập chết cho nó ăn thịt không về được nữa. Cái nhiều lắm, tôi nuôi nhiều mèo chứ ai vào. Rồi con sẽ đón hai bé mèo này đi và hai bé chó này đi. Đó, bây giờ như vậy nha bà ha. Bây giờ là cái tô này thì bé Quật nó đang nhát nha cả nhà ha. Bé Quật ăn được có hai cục thôi. Bé bỏ vô nữa thì bà nói là một hồi bé đánh hơi bé sẽ ăn. Còn bé Thương thì ăn gần hết, nhưng mà chắc là có siêu nhân mua tới 50 ngàn một phần lận, nhiều quá rồi là bé ngán hay gì rồi. Rồi tiếp tục các con ha. Rồi là con ăn. Thì siêu nhân tiếp thu ý kiến của nhà mình, có như là thay thế bà là đưa hai bé về trạm để cho
có cuộc sống như là ăn tốt hơn và cái như là ăn uống chắc chắn hơn là ở với bà. Thì siêu nhân đã hỏi ý kiến bà cũng đồng ý là cho đón hai bé đi. Bà nói là bà rất là thương, thì nhưng mà có bây giờ thương thì thương, nhưng mà phải chọn cho các bé một cái cuộc sống tốt. Ý là bà hồi nãy bà nói chuyện, nhưng mà cái bộ thu âm của siêu nhân nhỏ quá là chắc cả nhà mình không nghe, với lại kế bên là có một cái xưởng mộc hay gì người ta đang làm thì có lẽ cả nhà mình không nghe được khúc đó, cũng nhầm cả nhà mình thông cảm ha. Có nghĩa là bà nói là thương thì thương, đùm một bé 18 năm rồi, giờ chia tay là phải chia tay, gì chia tay trong cái tình thương lưu luyến, vì bà rất là nhớ tụi nó, nhưng mà bắt buộc cái đó là phải đưa đi, chứ ở với bà hoài như vậy là không tốt. Bà nói là mưa gió xuống là ba người cùng ướt, ba người cũng khổ lắm chú, nhiều lúc con bê che cái tấm bạc lên cái chùm này mấy ba cháu ngồi để trong mưa nó khỏi tràn được không có. Tôi thương nó không có sao được, tôi nằm đêm tôi già rồi, tôi cứ ước ao ước gì tôi chỉ có vài bạc thôi, tôi cắm cái lèo đi, tôi che bịt bốn vùng quanh nên tôi sống thì cũng có, tôi cũng vẫn vui. Tôi thật như cả đời tôi anh chỉ có em thì không được một thân một mình ở đây vui với chúng nó, không vui thì ai chú bà. Một người ta đến người ta động viên mình chỉ là một dạo thì người ta lại về với nhà người ta, chứ ai người ta ở với mình lúc ốm lúc đau làm một mình chứ mà. Còn bây giờ vậy hả bà ha? Nếu bà nói vậy thì hôm nay con có nhiều việc lắm. Con có còn nhiều việc, cái siêu nhân còn phải đi vô bệnh viện. Không biết cả nhà mình thấy trên cái xe siêu nhân hiện giờ đang có một cái thùng để siêu nhân lên đi đón bé gấu Tân Phú về cái nhà ha. Bé gấu Tân Phú hôm nay được xuất viện nhưng mà bây giờ là bó bột lại nữa luôn rồi. Siêu nhân sẽ đón bé về để dưỡng trong vòng mấy ngày, một tuần lễ đó, rồi mới đưa đi cắt bột ra lại nữa. Đâm ra là siêu nhân phải tạm thời đưa bé Tân Phú về nhà siêu nhân cứ như là điều dưỡng cái chân, điều trị cái chân ha cả nhà ha. Sau đó rồi bắt đầu là siêu nhân sẽ đưa bé gấu Tân Phú đi lại tới lại bệnh viện để cưa bột ra, rồi 20 ngày sau hay là bao nhiêu nữa, qua bác sĩ nói siêu nhân mà ồn quá là lại phải đưa bé đi để là tháo ốc vít ra nữa. Thì như vậy thì bé gấu Tân Phú là phải còn đi vô bệnh viện rất là nhiều lần và cũng hơi tốn kém cho bé gấu Tân Phú. Còn bé mèo Liệt hôm qua là cả nhà mình cũng thấy cái clip ha, thì siêu nhân đã đưa cho hình ảnh cho cả nhà mình xem, nhưng mà thật sự siêu nhân đã cứu bé rồi, đưa về bên thú y luôn rồi. Bé bị rất là nặng, về cái bé bị ứ phân thì siêu nhân cũng cho bé nhập viện luôn rồi cả nhà ha. Còn hôm nay con đến đây á, hôm nay siêu nhân đến đây nha cả nhà mình ha, là được chị Diệp Thu Trân ở Mỹ, bà thì kêu bằng em thôi, con thì con kêu bằng chị, bà thì kêu bằng em thôi. Thì chị Diệp Thu Trân ở Mỹ có coi clip sau khi siêu nhân đăng tải câu chuyện của bà lên. Chị Diệp Thu Trân đã yêu thương hai bé và bà, thì có gửi về cho siêu nhân là 200 đô. Chị Diệp Thu Trân cho bà 200 đô, thì con đổi ra, con coi như là con ước tính đó là khoảng là 4.660.000. À, bây giờ con xin giao lại cho bà 4.660.000 này là của chị Diệp Thu Trân, có nghĩa là em của bà. Còn một cô giáo ở Bến Tre nữa cái nhà mình ha, một cô giáo Bến Tre thì nói là siêu nhân có đến bà thì là nhắn cho cô giáo biết, cô giáo gửi cho bà một chút quà mà nhỏ nhỏ, một chút quà nhỏ, nhưng mà siêu nhân đến gấp quá, thình lình quá thì siêu nhân không có kịp nhắn cho cô giáo ở Bến Tre. Rồi con đưa cho bà 4.660.000 tương đương với 200 đô ha, của chị Diệp Thu Trân gửi cho bà nha. Bà cầm đây là con đưa cho bà nè, để cho bà ăn uống hồi dưỡng, uống thuốc men vậy. Còn hai bé chó này thì con đón đi ha, 1.000.000 hả bà ha, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 4.500.000, 4.660.000 tương đương với lại là 200 đô thôi cả nhà ha. Thật sự là siêu nhân cũng không có đổi, siêu nhân không biết, siêu nhân đón là như vậy, siêu nhân đưa thôi, 4.660.000 các bạn ha. Thì cái này là siêu nhân xin nhắc lại, cái này là của chị Diệp Thu Trân ở Mỹ gửi lại cho 200 đô bằng 4.660.000, 4.660.000 thì con đã đưa cho bà. Nhưng mà cái này là chị Diệp Thu Trân nói là cũng như là gửi lại cái tấm lòng của bà yêu thương các bé, chị Diệp Thu Trân cái là như là
đền đáp lại một phần nào với bà đó, với bà ha, vì tôi cần chuyển lời với con là như vậy. Thì con cũng mong rằng là hiểu, con chờ tạm thời hai bé chó này và bé Hoạch với lại bé Thương này với lại hai bé mèo này, bà tạm thời bà giữ giùm con một trong một trong hai ngày, một trong hai ngày ba ngày gì đó, rồi con sẽ tạo lại con đón. Bà nhớ cẩn thận, đừng để cho một trong hai ba ngày nay mất nha bà ha. Thì siêu nhân sẽ đăng tải cái clip này lên. Siêu nhân rất là mong muốn cả nhà mình đó là cũng như là cùng với siêu nhân tìm ra được máy ấm về cho hai bé về cái nhà ha. Siêu nhân con thật sự ra là siêu nhân cứu một bé, siêu nhân gửi về một máy ấm cũng rất là khó khăn cho siêu nhân, nhưng mà về cái đây là cái một cái hoàn cảnh của bà cũng rất là tuyệt, bà cũng muốn đi về, chuẩn bị đi về quê rồi, không biết là về chừng nào, nhưng mà hai bé đã sống với bà vậy rồi, giống như cái nhà mình nó nghe lời tâm sự của bà. Thì còn việc siêu nhân là đến đây là đón hai bé đi, giống như là những cái lời bình luận của cả nhà mình là đa số là kêu cho siêu nhân đón đi, nhưng mà thật sự ra đón siêu nhân đón đi, siêu nhân đưa về đâu, đó mới là cái điều khó cho siêu nhân và có quan trọng như siêu nhân. Thì ý siêu nhân muốn nói đây với cả nhà mình đó là cùng nhau mình tìm một cái trạm nào, máy ấm nào cả nhà mình yêu mến, cho hai bé này về ở chung. Và đồng thời siêu nhân cũng một khi mà hai bé này về trạm nào rồi thì cũng siêu nhân cũng mong muốn cả nhà mình đó là trong nước cũng như ngoài nước yêu mến hai bé, cùng với lại chỗ nào mà nuôi trạm nào mà đón hai bé cả nhà ha. Thì một bé thì 18 năm mù hai mắt không thấy đường, một bé thì là bé Thương bị liệt hầu như là siêu nhân thấy cảm giác là nửa chân sau luôn, nửa người luôn á. Bé này là bị cả nhà mình thấy nè, nửa người sau luôn, bé không có sự mà giống như là tụt canxi hay là cái gì mà cả nhà mình kêu là cho bé uống canxi hay là tập cho bé đi lại được, không có được, không có được đây cả nhà ha. Cái này là dịch bé bài liệt kiểm diễn, là siêu nhân thấy là nửa người bé là từ xương sống á, nửa xương sống trở về sau á là teo rồi. Rồi bây giờ trong khoảng thời gian này thì bà đáng giữ giùm con mấy ngày ha, con sẽ về con tìm. Chứ thật sự ra đối với con gửi hai bé chó đi cũng là cả một vấn đề, hơn nữa là hai bé của mình là đều bị tật nguyền hết. Nếu mà thông thường á mà những bé mà không bệnh gì hết thì con gửi đi còn hơi dễ chút xíu, còn hai bé này là đều bị tật nguyền hết thì con sẽ tìm chỗ nào đó rồi con gửi, sẽ gửi đi. Còn hai bé mèo thì con cũng đến con đón đi luôn, chứ để là hai bé mèo ở đây cho bà nuôi rồi nó lại mất nữa, bà nói là nó mất tới mất lui, có thể là tùm lum hết đó. Rồi sắp rồi đến ngày mất rồi này, sắp rồi đến tuổi mất, lớn hơn độ 2-3-4 kg là mất công. Nó mang cả lồng ra chỗ đặt ở đằng sau đằng trước này, nó cho tí cá nướng mà là chui vào ăn là nó nuôi. Rồi nếu mà con đón hai bé đi, con đón hai bé chó hai bé mèo đi là bà buồn dữ không? Buồn phải chịu buồn, nhưng mà nó có một niềm vui là chúng nó được cho ăn nội chú ơi, còn cái thân mình tự lo siêu giảm về đâu cũng được tự lo. Nếu mà nhà chú người ta tốt, người ta còn cho ở thì cứ ở đây, làm mà người ta bảo mình đi thì không cuốn quá gì đâu. Nói chung siêu đến trong cái tình thương yêu của bà dành cho hai bé có sự hy sinh trong đó nữa nha cả nhà ha. Thôi thì bây giờ là siêu nhân quyết định là cùng với cả nhà mình tìm máy ấm cho hai bé về sống và hai bé mèo về sống. Sau đó thì siêu nhân cũng muốn cả nhà mình là chung tay chung sức phụ với lại là chủ trạm nào mà đón hai bé này cả nhà mình ha. Tại vì nuôi bé bình thường là đã cực khổ rồi, còn hai bé này còn cực khổ hơn nữa, tốn kém nhiều nữa là đã bị bại liệt và mù nữa đó. Siêu nhân muốn nói như vậy. Thôi thì cái clip cũng khá dài rồi, siêu nhân cũng tâm sự với bà với cho cả nhà mình nghe rồi. Thì siêu nhân ráng cố gắng cùng với cả nhà mình là tìm máy ấm cho bé ha. Siêu nhân xin đại diện của kênh cũng như là đại diện cho bà cũng như là các bé thì cảm ơn chị Diệp Thu Trân rất là nhiều. Siêu nhân xin chúc chị Diệp Thu Trân và gia đình chị Diệp Thu Trân luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an ha. Và siêu nhân cũng xin chúc tấm lòng của cô giáo ở Bến Tre nhắn gửi siêu nhân là khi nào đến bà cho cô biết, nhưng mà siêu nhân không có cho biết kịp. Siêu nhân đến rất là nhiều công đoạn, nhiều việc nữa, tâm ra là sau khi đăng tải cái clip lên, cô giáo Bến Tre nhìn thấy thì cũng thông cảm giùm cho siêu nhân nha. Rồi siêu nhân xin
khép cái bài lại ha. Cô Lý Xuân Nhân xin chúc tất cả quý vị và các bạn mình là trên mọi miền đất nước năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Bye bye cả nhà mình nha. Bà có đôi lời nào muốn nói với ai cả nhà khán giả không? Tôi thì tôi cũng muốn nói. Bà nói đi. Bà nói đi. Thứ nhất là tôi cảm ơn tấm lòng của cô Trân. Dạ đúng rồi, công việc trung tâm đã nghĩ đến tôi. Và tôi cảm ơn đến cháu ở Bến Tre cũng đã có tâm nghĩ đến tôi. Và tôi mong muốn rằng tất cả những dân Việt Nam nên thương yêu chó mèo, đừng nên đánh đập và đừng nên giết chúng nó. Và đừng thấy chó mèo nó sinh ra mà nó bị tàn tật mà mang đi mà vứt bỏ. Tôi mong những người sẽ có một cái ý thương yêu mèo chó như tôi. Tôi có mấy lời thôi như vậy thôi. Quá ý nghĩa rồi bà ơi. Con thành thật cảm phục tấm lòng của bà.